Anh là Tô Thanh Triệt. Cô Tống. Là tôi. Chào anh. Là cô ấy. Ngồi đi. Cô Tống. Cô muộn 15 phút. Tôi không để ý. Sao anh lại đi xem mắt? Gia đình yêu cầu. Cũng giống nhau đấy. Tô Thanh Triệt, xem thông tin. Thì anh là lính cứu hỏa à, không phải công chức. Cô là... bác sĩ. Giờ thì không phải rồi, nghĩa là sao? Tôi không làm bác sĩ nữa. Giờ tôi là... quản lý cửa hàng đồ dùng phụ nữ. Hồng Trần cuồn cuộn. Cô nói gì cơ? Anh nghe thấy rồi đấy. Vậy cô nên cập nhật thông tin ngay mới đúng chứ? Tôi thấy thông tin của anh cũng không chính xác lắm. Học viện An toàn Quốc tế Liên Hợp. Sĩ quan huấn luyện tận chống khủng bố. Lẽ nào anh là người Counter-Strike sao? Cô Tống, cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi ư? Chắc chỉ có mấy cô bé chưa trải sự đời mới tin kiểm tượng nhân vật này của anh. Ra vẻ cũng khá đấy, cũng giống được 3 phần. Yêu cầu của cô Tống cao quá. Được rồi, mau làm theo quy trình xong. Nếu anh không ngại, thì cho tôi biết chiều cao cân nặng, tiền lương, tiền tiết kiệm, họ hàng gia đình. Anh này, nhìn người ta như vậy bất lịch sự đấy. Xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Anh nghĩ chiêu này tác dụng với tôi sao? Quay lại vấn đề chính đi. Xin lỗi, tôi không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Vậy xin hỏi anh Tô, anh tiết lộ được chuyện gì đây? Nhà, xe, từng yêu bao nhiêu người? Có hết trong tài liệu. Xem tài liệu thôi thôi sao biết có khoác lác gì không? Nói đến tài liệu. Tài liệu của cô cũng vậy, chênh lệch lớn quá, bất lợi cho việc xem mắt của cô lắm. Chênh lệch gì cơ? Người trong ảnh là cô à? Sao lại không phải tôi? Tống tinh thần, hàng giả bao đổi trả. Anh có ý kiến gì à? Không có ý kiến gì, chỉ là tôi tốt bụng muốn nhắc nhở thôi. Tô Thanh Triệt, trong lý lịch ghi là chưa có kinh nghiệm hẹn hò. Anh độc thân từ bé à? Bày hình tượng ngây thơ gì vậy? Xem ra cô Tống đánh giá rất cao về tài liệu của tôi. Không phải. Chỉ là tôi thấy anh mất cả chì lẫn chài. Chỉ số EQ không cao lắm. Cô Tống khéo ăn nói quá. Ăn nói sắc sảo thật. Anh Tô cũng không hề thua kém. Tính cách dịu dàng, trong sáng yêu, mẹ hiền vợ đảm. Sự nghiệp thành đạt, ga lăng nho nhã, ngoại hình đứng đắn. Không đáng tin, không đáng tin. Nếu đã vậy, thì tôi cũng không nán lại nữa. Anh Tô mau tới chọc hẹn tiếp theo đi. Cuộc hẹn tiếp theo nào? Cô còn cuộc hẹn nữa à? Anh không biết thật đang giả ngốc vậy. Hồng Trần cuồn cuộn. Kỳ lạ. Cho hỏi, loại này còn hàng không? Cô qua đó xem thử xem. Vâng, cảm ơn. Có bạn gái mà còn đi xem mắt. Cái học viện an toàn gì đó. Không giáo dục đạo đức à? Học viện an toàn quốc tế liên hợp. Cũng giống nhau mà. Tôi gợi ý nhé. Đã được kiểm nghiệm. Loại này khá bảo vệ sạch sẽ.
cô ấy không phải em sinh đôi đấy chứ? Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Báo cáo. Quả thật cháu có thử tiếp xúc tử tế, nhưng quả thật vực nghề nghiệp của bọn cháu có khoảng cách quá lớn. Cháu nghĩ sau này cũng sẽ không có tiếng nói chung. Không phải người giới thiệu nói rằng cô bé đó tốt nghiệp đại học y, làm bác sĩ sao, còn cháu thì làm ở đội cứu hộ. Một người cứu người, một người chữa bệnh, đẹp đôi thế còn gì, sao lại không hợp? Chính miệng người ta bảo cháu, giờ cô ấy không làm bác sĩ nữa. Bây giờ cô ấy đang bán nội y nữ. Nội y nữ. Mở cửa hàng đồ dùng phụ nữ à? Vâng. Không ưng ý thì thôi, sao lại bảo không? Con gái tôi có vấn đề. Ai bảo con gái chìm cái kiểu cửa hàng ấy? Nói ra xấu hổ chết đi được. Chị xem người ta tuổi trẻ tài cao, con gái chị sắp 30 rồi, còn không đi lấy chồng quá lứa mất. Chị biết không, mau tìm công việc đàng hoàng làm đi. Cô nói rõ ràng cho tôi, con gái tôi làm chuyện xấu hổ gì cơ? Tôi cũng ngại không dám nói. Chị dạy con gái thế nào vậy? Chị mà cứ thế này thì tôi không dám giới thiệu chị nữa đâu. Con đi. Phiền cô chuyển lời cho Tô Thanh Triệt. Trước khi bôi nhọ người khác thì hãy xem lại đức mình có vấn đề không. Có bạn gái còn đi xem mắt, giở trò lưu manh đúng không? Lại còn kỳ thị nghề của tôi nữa. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bảo tôi biết quá xấu hổ. Thế anh ta là ông cái chú gì? Không ai thèm à? Anh nói tác phong tôi không đàng hoàng. Tô Thanh Triệt, anh khiến mẹ tôi xấu hổ. Tôi sẽ trả hết lại cho anh. Anh là anh Tô Thanh Triệt sao? Vâng. Người gửi hàng bé mèo Hoan Hạnh ký nhận. Vậy à, được. Đây, vâng, cảm ơn. Bé mèo Hoan Hạnh Phúc. Thanh Triệt, anh có hàng chuyển phát nhanh này. Của bé mèo Hoan Hạnh Phúc gửi. Bé mèo Hoan gì cơ? Cậu nói linh tinh gì vậy? Có gì mờ ám à? Cứ bóc luôn ở đây đi, phải không đấy? Bóc ra đi. Hồng Trần cuồn cuộn, giờ anh cũng buông thả phết nhỉ.